Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là Ma Hoàng Cháp 486, 487, 488. Sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chắc phàm không khỏi bật cười lớn, đem bình cam lộ kia đưa cho nghiêm tùng, nhớ mày nói. Nghiêm lão, có hứng thú luyện tay nghề, khiêu chiến độ khó khăn của thập phẩm đan dược một chút hay không? Chắc quản gia, ngài để cho ta luyện A, không khỏi liếm liếm bờ môi khô chát, nghiêm tùng không biết làm gì, vừa muốn đưa tay, lại có chút lo lắng nói, nếu như luyện hỏng, chẳng phải uổng phí phần linh dược khó được này à. Sợ cái gì, linh dược ta có, không sợ hao tổn. Thờ ơ vung tay lên, chắc phàm mười phần thoải mái cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền lại móc ra một tờ giấy mỏng đưa tới, cười nói, đây là đan phương thông thiên đan. Nếu như ngươi có thể luyện thành, chẳng những lệ lão được cứu vớt, sau này các huynh đệ lạc gia cũng sẽ nhận được rất nhiều ích lợi. Nghe được lời này, nghiêm tùng khờ cười một tiếng, không khách khí đem linh dược cùng đan phương toàn bộ nhận lấy, khen, có dạng thổ hào như chắc quản gia làm chỗ dựa, thật là phúc phận của luyện đan sư chúng ta à. Ngài yên tâm, lão phu nhất định nghiêm túc luyện chế, tuyệt không cô phụ chắc quản gia vun trồng. Nghiêm tùng ánh mắt kiên định, chắc phàm thấy thế thì hơi hơi gật gật đầu. Về sau, chắc phàm một bên tính toán ngày quyết chiến sau cùng, một bên thuận tiện đem những thi thể cường giả mới có được luyện làm chiến khôi. Cứ như thế, 7 ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua ngay vào lúc chắc phàm muốn xem xét tiến độ luyện chế thông thiên đan của nghiêm tùng nghiêm tùng đã liên tục cười to tìm tới cửa vui mừng kêu lên chắc quản gia chắc quản gia ta thành công thành công trong mắt không khỏi sáng lên chắc phàm tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn dù sao nghiêm tùng cũng mới vừa vặn bước vào hàng ngũ đan sư cửu phẩm bây giờ luyện chế thập phẩm đan được thế mà dễ dàng như vậy đã hoàn thành vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng bình tiếp thiên ngọc lộ đầu tiên này bất quá là để hắn luyện tay sau đó chờ đến khi hắn luyện đến bình thứ 10 mới có thể có chút tiến triển, không nghĩ tới. Vừa nghĩ đến đây, mắt chắc phàm càng hiện lên vẻ tán thành. Nghiêm tùng này quả nhiên không hổ là độc thủ dược vương, thiên phú luyện đan khác hẳn với thường nhân. Nếu có thể sớm gặp được ma hoàng hắn điều giáo mấy câu mà nói, thành tựu trước mắt tuyệt không chỉ vẻn vẹn là đan sư cửu phẩm như thế. Nghiêm tùng lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là giống như điên cuồng, một mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt hắn, cầm trong tay một cái bình xứ đưa lên, nhếch miệng cười nói, chắc quản gia, ngài nhìn xem phẩm chất thập phẩm đan dược này của ta như thế nào. Tuy vậy, một bình ngọc lộ, lão phu chỉ luyện được một khỏa này mà thôi. Một khỏa đã rất không tệ, hơi hơi gật gật đầu, chắc phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, liền đem nắp bình xứ mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ đan khí pha trộn đột nhiên thoát ra, khiến người ta vừa ngửi thấy liền tinh thần sảng khoái, huyết mạch nhất thời thông suốt. Thân sắc trong mắt chắc phàm càng dị, không nghĩ tới thập phẩm đan dược này vậy mà đạt đến hàng ngũ thượng phẩm. Phải biết, đây chính là lần đầu tiên lão già này luyện thập phẩm đan dược A, có thể có thành tựu như thế này, quả thực cũng là kỳ tích. Sau đó không nói hai lời, chắc phàm lập tức đem đan hoàn nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Sau ba canh giờ, liền nghe ông một tiếng phong minh, khi thế toàn thân chắc phàm đột nhiên đại phóng. Đúng là vừa mới đột phá thiên huyền cảnh tầng năm không lâu, lại tấn lên một cấp, trở thành cao thủ thiên huyền cảnh tầng 6. Chậm rãi mở hai mắt, chắc phàm cảm thụ một chút toàn thân gân mạch đại sướng, tựa hồ so trước kia càng rộng lớn cứng cỏi hơn rất nhiều, bất giác đại hỉ lên tiếng, ha ha ha. Tốt, nghiêm lão, phẩm chất của thông thiên đan này của ngươi đã coi như không tệ, không nghĩ tới dược hiệu lại tốt như vậy. Nghiêm lão, ngươi thật sự là thiên tài luyện đan A. À. Gương mặt xẹt qua một tia đỏ ửng, gương mặt mo của nghiêm tùng mừng khấp khởi, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cho, những thứ này cho ngươi hết, luyện tay thật tốt a, à, mau chóng để lệ lão khôi phục thực lực. Chắc phàm đứng dậy, lúc này lại lấy ra 10 bình tiếp thiên ngọc lộ đưa tới. Nghiêm tùng nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng không kìm được vui mừng liền nhận lấy, khóe miệng đều nhanh cười đến kéo ra sau ót, ha ha ha. Làm luyện đan sư như chúng ta, sau lưng có thể có thổ hào như ngài làm chỗ dựa, thật sự là hạnh phúc lớn lao a. À. Nghiêm lão, không phải chắc phàm ta nói ngoa, Hiện tại trên tay ta bất luận dược tài hiếm lạ gì cũng không thiếu. Chỉ cần ngươi luyện đan không dừng tay, ta không sợ tiêu xài đến hết a. À. Thân thể không khỏi lạnh run một cái, nghiêm tùng nhìn chắc phàm thật sâu, tiếp lấy trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thân là một tên luyện đan sư, có thể không ngừng khiêu chiến chính mình, tiến lên cấp bậc càng cao, luyện ra đan dược phẩm cấp cao hơn là tâm nguyện suốt đời của mỗi một cái luyện đan sư. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc không nói đến mức độ luyện đan của ngươi, tu vi tiến triển như thế nào, vẻn vẹn là thiên tài địa bảo phẩm cấp cao, cũng không phải là dễ dàng có được như vậy. Cho dù tiêu tốn mấy chục năm tìm tới một khỏa thiên địa linh dược, một khi bị hủy trong một lần luyện đan, chính là nhiều năm tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống như chắc phàm hiện tại, tùy ý đem những thiên tài địa bảo người khác đều chưa từng nghe nói cho luyện đan sư dưới chướng tiêu xài, lại là hành động phá của từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ có. Dù sao, tư nguyên trong tay chắc phàm, thế nhưng là thượng cổ ngũ đại thánh thú đứng đầu, kinh thiên côn bằng thu thập được từ thời kỳ thượng cổ. Tuy có khả năng chỉ là nó chín châu mất một sợi lông, nhưng chỉ là cái này, liền đã đủ để giàu có đến mức vô địch toàn bộ đại lục. Có thể nói, hiện tại trên phiến đại lục này, đoán chừng không có một cái tông môn hoặc thế lực nào có thể có vốn liếng càng dư giả hơn so với chắc phàm. Nghiêm tùng đi theo bên người chắc phàm, quả thực cảm động hai mắt đẫm lệ dương dương, tâm đạo lúc trước lựa chọn con đường này, thật sự là chọn đúng. Chắc phàm này, quả thật là chủ tử con mẹ nó đáng tin đến không thể thể tin hơn a. À. Loại thổ hào thức đốt tiền như chắc phàm, nếu bị luyện đan sư như hắn biết mà nói, nhất định sẽ chen chúc mà tới, ôm chặt bắp đùi. Dạng nhà giàu mới nổi này, thế nhưng là đối tượng tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ kết giao. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Cha đại ca, không tốt, nghĩa phụ bọn họ xảy ra chuyện. Lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, hai người chắc phàm quay đầu nhìn qua, liền thấy Lạc Vân Hải mặt hốt hoảng chạy tới chỗ bọn họ. Nghiêm Tùng thấy thế thì nhanh chóng khom người cúi đầu. Thiếu chủ. Chắc phàm lại bình thản, tựa hồ sớm đã có chủ ý, thản nhiên nói, độc cô chiến thiên lão nhi này làm người ngu chung, bảo thủ không chịu nổi, lần kiếp nạn này, cũng là báo ứng, không có gì phải ngạc nhiên. Làm sao? Chắc đại ca, ngươi sớm đã ngờ tới. Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Hải ngơ ngác nhìn chắc phàm, thì thào lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, trong mắt chắc phàm lóe lên một đạo ánh sáng cơ trí. Đương nhiên, nếu không, hùng nó. Sau khi chúng ta đánh xuống đế vương môn, phát hiện đại quân độc cô ở chung quanh, vì sao ta vẫn bỏ mặc? Chẳng lẽ ta thật tự đại như thế sao? Ha ha ha. Bởi vì ta biết, so với chúng ta, có người càng muốn độc cô chiến thiên chết hơn. Khuyển Nhung, khẽ nhíu mày một cái, trong tay Lạc Vân Hải cầm một cái ngọc giản xanh biếc, bất giác rung động. Liếc mắt nhìn hắn một cái chắc phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế, lão nhi kia phát tới thư cầu cứu, là đại quân khuyển nhung vây hắn. Cứ như vậy, tất cả sự tình ngược lại đều bình thường. Cha đại ca, bất luận như thế nào, hiện tại nghĩa phụ bọn họ gặp nạn, bị đại quân khuyển nhung vây khốn bên trong cô hồng cốc, đoạn thủy cạn lương thực, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu bọn họ a. À? Lạc Vân Hải một mặt lo lắng, chắc phàm lại từ chối cho ý kiến, ta tiếu một tiếng, cứu, cứu cái gì? Lúc trước bọn họ còn muốn đem chúng ta toàn diệt đây, hiện tại phát thư để cho chúng ta đi cứu, dựa vào cái gì? Lạc Vân Hải khí tức trì trệ, trở nên trầm mặc. Nghiêm Tùng ở một bên cũng yên lặng cười cười, khuyên nhủ, thiếu chủ, lúc trước là độc cô chiến thiên kia tuyệt tình tuyệt nghĩa, muốn đối địch với chúng ta. Hiện tại gặp rủi ro, thế mà cầu đến chúng ta, phản tặc mà hắn muốn tiêu diệt, chẳng phải là chuyện cười lớn a? À. ha ha ha. Lạc Vân Hải cắn răng, không nói gì, thật lâu sau mới thì Thảo lên tiếng, ai thắn nói, mặc kệ hắn đối với ta như thế nào, cũng là nghĩa phụ của ta. Cho dù hắn muốn xuất binh thảo phạt ta, cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩa phụ cả đời trung thần nghĩa sĩ nhân hiếu, lại có thể tuân quân vương trí mệnh. Ta tin tưởng, tại thời điểm hắn xuất binh, nội tâm cũng không muốn cùng chúng ta đao binh gặp nhau. Thì tính sao? Thế mà, còn không đợi Lạc Vân Hải nói xong, chắc phàm đã là lạnh lùng ngắt lời nói, nếu hắn thật sự nghĩ thầm muốn tiêu diệt chúng ta, xuất binh thảo phạt, ta còn kính hắn ba phần. Rõ ràng nội tâm không muốn, lại muốn hành sự trái lương tâm. Bất bại chiến thần. Hừ hừ, xương hào buồn cười biết bao. Ngay cả tâm của mình đều không thể thuận theo, tại sao bất bại? Hắn sớm đã thua với quân vương cùng phần ngu chung kia, là người thất bại nhất trên đời này. Không hỏi thị phi, không vấn tâm hướng tới, mà chỉ hỏi người trung thành, quả là ngu nhất thiên hạ, chết còn chưa hết tội. Trác quản gia nói câu này rất có lý. Nghiêm Tùng ở một bên vỗ tay khen hay, tiếp tục hướng Lạc Vân Hải khuyên nhủ, thiếu chủ, lão nhi kia lúc trước đã theo ngươi đoạn tình phụ tử, bây giờ lại còn vì một giấy hoàng mệnh, thảo phạt chính con nuôi của mình. Lão nhi kia vô tình vô nghĩa như thế, ngươi vẫn để ý hắn làm gì. Lạc Vân Hải giữ im lặng, sắc mặt thống khổ, trầm ngâm thật lâu, mới lại thì thào lên tiếng, lại không tiếp tục cầu tình, mà chính là nhớ lại chuyện cũ. Cha đại ca, không biết ngươi còn nhớ hay không, lúc trước lạc gia gặp khó ngươi rõ ràng có thể chạy đi đơn độc sông pha chân trời lại nhất định muốn mang theo ba kẻ vướng víu là hai tỷ đệ chúng ta cùng bàng thống lĩnh một đường cùng cường địch tác chiến chém giết đến bây giờ mấy lần trở về từ cõi chết đến tục cùng vì sao không bỏ xuống được lông mày khẽ run run một cái chắc phàm lạnh lùng phun ra bốn chữ này vì sao không bỏ xuống được lạc vân hải tiếp tục ép hỏi suy nghĩ một chút chắc phàm đạm mạc lên tiếng trong lòng sở hướng, không để xuống được. Như vậy, ta cũng vậy. Lạc Vân Hải chỉ chỉ trái tim của mình, một mặt chân thành nói, nếu lần này nghĩa phụ xảy ra chuyện, ta không thể toàn lực thi cứu. Sau này trong lòng chắc chắn sẽ lưu lại tiếc nuối lớn lao. Cha đại ca, ngươi mới vừa nói muốn tùy tâm hướng tới mà làm việc, đây là nơi tâm ta hướng tới, cũng không phải vì tình nghĩa cha con, mong ngươi giúp ta thành sự. Nhìn lấy hắn thật lâu, chắc phàm híp mắt lại, im lặng không nói. Lạc Vân Hải cũng chăm chú nhìn mắt hắn, tràn đầy chân thành. Thật lâu sau, chắc phàm mới mở miệng nói, nghiêm lão, đem tiểu tam tử gọi tới, ba người chúng ta cùng Vân Hải đi cô Hồng Cốc một chuyến. Lời vừa nói ra, hai mắt Lạc Vân Hải nhất thời sáng lên, vui vẻ ra mặt. Nghiêm tùng thì sững sờ, lẩm bẩm nói, chắc quản gia, ngài thật sự muốn đi cứu lão ra hỏa kia à. Và nhất sau khi hắn được cứu về, hoàng đế lại để hắn đi đánh chúng ta, chúng ta chẳng phải càng thêm phiền phức không quan trọng, ta không phải là đi cứu độc cô lão như kia, chỉ là chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. Đây là tâm ý của gia chủ, ta thân là quản gia, nhất định sẽ giúp hắn làm đến cùng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người, ba khí toàn thân chắc phàm lộ ra ngoài. Lạc Vân Hải thấy thế bất giác liên tục cảm ơn, kích động không thôi. Nghiêm Tùng lại bật cười lắc đầu, đi tìm cổ tam thông truyền tin. Vừa, trên không trung xanh thẳm, một đạo khói đen chợt lóe lên tướng sĩ khuyển nhung vây quanh bốn phía cô hồng cốc nhìn thấy bất giác ảo ảo lên tiếng kinh hô làm ra phòng bị sát phá lang ngẩng đầu liếc mắt một cái trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc bén tay cầm phương thiên họa kích dậm chân một cái liền xông thẳng lên trời mà đi hắn cũng là cao thủ thần chiếu tầng 8, cho dù không có chiến đội phụ trợ phía sau bên trong khuyển nhung cũng là cường giả số một số hai cho nên khi đối mặt đạo khói đen quỷ dị này hắn không sợ chút nào một chi trường kích hướng về phía trước tìm tòi, giống như linh xà xẹt qua bầu trời thẳng tắp đâm về đằng trước. Tiếng phong minh khi trường kích vọt tới trước phảng phất như muốn chọc thủng bầu trời, mắt thấy liền phải xé rách cỗ nồng đậm hắc khí kia. Thế mà, đúng lúc này, liền nghe một tiếng xích sắt bá lạp lạp bạo hưởng, một đạo hắc tỏa đột nhiên từ trong hắc khí thoát ra. Thế chi mãnh liệt, tựa như trời đất sụp đổ. Đùng. Một tiếng điếc tai vang lên ầm ầm, trường kích cùng khóa sắt hung hăng đụng vào nhau, lại là hơi chậm lại. Sắt phá lang cũng cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ phía đối diện trên cánh tay nhất thời tê dại một hồi. Bất quá không đợi kinh ngạc trong lòng của hắn qua đi, đạo khóa sắt kia đã là bỗng nhiên lắc một cái, đột ngột đem hắn chấn quay trở về. Chờ hắn rơi xuống mặt đất còn ngăn không được liên tục lui về sau hơn hai mươi bước mới miễn cưỡng dừng thân hình. Chờ đến khi ngẩng đầu nhìn lên trên, đạo khói đen đã không chút do dự phi nhập vào trong cốc, nhất thời không thấy đâu nữa. Sắt phá lang ngươi thế nào vừa mới rồi là vật gì thác bạt thiết sơn nghe được tin truyền báo vội vã dẫn theo tứ đại lang vệ còn lại đến đây xem xét lại chỉ nhìn thấy một cái hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất liền cái gì đều không nhìn thấy chán sắt phá lang chảy ra một tia mồ hôi lạnh mặt sắc mặt ngương trọng lắc đầu ôm quyền nói khởi bẩm nguyên soái cái đồ chơi kia thuộc hạ cũng không biết là thần thánh phương nào nhưng tuyệt đối là cao thủ vừa mới rồi thuộc hạ cùng so chiêu không phải là địch thủ của hắn. Các bà Thiết Sơn giật mình, không khỏi cùng người bên cạnh liếc nhìn nhau, âm thầm suy nghĩ một chút, lại chậm rãi lắc đầu, không có gì đáng ngại, người kia cho dù là cao thủ tuyệt thế, cũng đánh không lại Thiên quân vạn mã của ta. Muốn bằng lực lượng một người giải cứu Độc Cô lão nhi kia, thế nhưng là vạn vạn làm không được. Tất cả mọi người nghe lệnh, sống chết bao vây cô Hồng Cốc, sẵn sàng trận địa đón quân địch, lão phu phải để hắn tiến vào được, ra không được. Vâng. Chúng tướng cùng nhau ôm quyền, hét lớn: Tại một phương diện khác, đạo hắc ảnh kia vừa mới nhập cốc, Thiên Vũ Tứ Hổ liền mang theo đội nhân mã vây quanh. Đi qua hơn một tháng chỉnh đốn, độc cô quân ngược lại là đại thể khôi phục chiến lực. Tuy trong thời gian này, bởi vì tình trạng kiệt sức, không vượt qua được, lại chết hơn 100 ngàn, nhưng bây giờ, tối thiểu có 600 ngàn binh lực có thể dùng. Dựa vào thế núi chi hiểm, bọn họ cũng không sợ đại quân khuyển nhung lại công tới. Không thành kế của độc cô chiến thiên, quả thực để giúp bọn họ thắng được thời gian khôi phục nguyên khí. Ai? Độc cô Phong thấy tiến đến chỉ có một người, không khỏi cảm giác nghi hoặc trong lòng, hét lớn. Xì xì xì. Sương mù màu đen dần dần tán đi, lộ ra bóng người bên trong là một người toàn thân bao khỏa bên trong phong bào đen nhánh, phát ra giọng nói trầm đục như lão ngưu. Không cần bối rối, là ta, bệ hạ nghe nói độc cô quân bị nhốt trong cô hồng cốc, cố ý để lão phu đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Độc cô lão nguyên soái hiện ở nơi nào? Người kia một bên nói, một bên móc ra một khối lệnh bài bằng vàng dòng cho bọn họ nhìn. Một trong tứ trụ, thống lĩnh quỷ ảnh vệ, quỷ vương. Lông mày bất giác nhíu lại một cái, độc cô phong liếc hắn một cái thật sâu, liền hướng sau lưng khoát khoát tay, ra hiệu chúng tướng sĩ thu lại binh khí. Thế nhưng, nguyên bản quỷ vương xuất hiện, người của mình đến đây cứu, bọn họ chắc phải vạn phần mừng rỡ mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì theo phân tích của độc cô lâm trước đó, bây giờ đế đô rất có thể đã rơi vào trong tay thừa tướng Gia Cát Trường Phong, mà đạo ngự chỉ kia cũng thánh chỉ giả mạo để hắn mưu hại đại quận độc cô. Nhưng bây giờ, thân tín của bệ hạ, quỷ vương, thế mà xuất hiện, hơn nữa còn nói rằng theo hoàng đế mệnh lệnh đến đây, điều này mâu thuẫn cùng phân tích của bọn họ trước đó. Mà quỷ vương nhìn thấy bọn họ tuy không có địch ý đối với mình, nhưng khúc mắc vẫn như cũ còn tồn tại, bốn người đứng yên tĩnh ở nơi đó, không có chút hành động nào, lông mày hơi nhíu nhăn, quát lạnh, các ngươi vừa mới rồi chẳng lẽ không nghe được lời ta nói sao? Ta có mật chỉ của bệ, có kế sách giúp đỡ bọn ngươi giải vây, độc cô chiến thiên ở đâu? Há, nghĩa phụ đang ở trung quân đại trướng, mời đi theo chúng ta. Độc cô lâm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng không dám quá mức nghi ngờ, miễn cho đặc tội vị trọng thần trước mặt hoàng đế này, kho người cúi đầu, liền mang theo ba vị huynh đệ ở phía trước dẫn đường. Quỷ vương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang khiếp người, theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người liền trước xoái trướng của độc cô chiến thiên sau khi độc cô lâm bẩm báo ý đồ đến đây của quỷ vương độc cô chiến thiên không khỏi đại hỷ ngay lập tức mời hắn mời vào trong cùng bàn kế sách đánh lui quân địch thống lĩnh quỷ ảnh vệ quỷ vương đại nhân kính đã lâu kính đã lâu ngươi và ta đều là tứ trụ lại chưa từng gặp nhau hôm nay có thể nhìn thấy cũng coi như lão phu hoàn thành một cọc tâm nguyện ha 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 độc cô chiến thiên ôm quyền cười to quỷ vương hơi gật đầu cười nhạt nói lão nguyên soái khách khí đối với chiến tích anh dũng của lão nguyên soái lão phu cũng cửu ngưỡng đại danh thầm mong gặp đã lâu hôm nay gặp mặt đại nguyện cũng được đền bử hai người hàn huyên thổi phồng lẫn nhau một trận rồi cùng nhau cười to đón lấy độc cô chiến thiên lại nói thêm mấy câu khách sáo rồi kết thúc tiến vào chính đề nhướng mày dò hỏi quỷ vương đại nhân lão phu thụ bệ hạ chi mệnh quay về đế đô cần vương cứu giá không biết tình hình chiến sự tại đế đô bây giờ như thế nào Ha ha ha. Độc cô lão nguyên soái thật sự là trung quân thể quốc, làm gương mẫu cho thế nhân A. Thân hãm khốn cảnh như vậy, vẫn quan tâm đến bệ hạ an nguy, thật là làm lão phu thán phục không thôi. Cười gật gật đầu, quỷ vương nhẹ giọng an ủi, lão nguyên soái xin yên tâm, bắt giặc phải bắt vua trước. Lão phu đã mang theo quỷ ảnh vệ, bắt lại đám phản nghịch ra các trường phong, hắn cùng đám người ô hợp kia đã tước vũ khí đầu hàng. Đế đô chi vây đã giải, lão nguyên soái không cần lo lắng. Nếu không, bệ hạ sao lại có thể phái lão phu đến hiệp trợ nguyên soái thoát ly khốn cảnh đâu nghe được lời này độc cô chiến thiên cuối cùng cũng lộ ra vui vẻ nụ cười tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông ra như vậy liền tốt thiên hữu ngô hoàng thiên hữu thiên vũ quỷ vương đại nhân hiện tại một triệu tinh binh khuyển nhung nhập cảnh ta đại quân độc cô lại bị nhốt ở đây không biết bệ hạ có lương sách gì có thể giải chi vây hôm nay lúc này độc cô lâm chen lời nói so với tình thế ở đế đô Hắn tựa hồ quan tâm khốn cảnh của Độc Cô Quân vào lúc này hơn. Khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí, Quỷ Vương một mặt tự tin nói, "Sơ nhân tự có diệu kế, bệ hạ đã an bài tốt hết thảy. Bất quá, việc này bí mật, lão phu chỉ có thể bí truyền cho Đại Nguyên Soái biết, người khác không được thám thính một chữ, để phòng tiết lộ phong thành." Không khỏi sững sờ, tứ hổ liếc nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Là dạng gì ý chỉ, liền bọn họ cũng không thể ở bên nghe. Độc cô chiến thiên trầm ngâm một chút, hướng bốn người phất phất tay nói, nếu là ý tứ của bệ hạ, tự nhiên muốn tuân theo. Bốn người các ngươi trước tiên đi ra ngoài chờ, một hồi lão phu gọi các ngươi tiến vào, hãng đi vào. Vâng, nguyên soái bốn người khom người lĩnh mệnh, liền lui ra soái trướng. Lúc này, khóe miệng quỷ vương xẹt qua một đường cong quỷ dị, nhìn về phía độc cô chiến thiên nói, lão nguyên soái mời đưa lỗ tai tiến lên, ta đem ý chỉ của bệ hạ, bí chuyển cho người. Độc cô chiến thiên không nghi ngờ gì, liền chiếu mà ngang nhiên xông qua. Thế mà, đúng lúc này, sắc mặt quỷ vương đột biến, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, siêu một tiếng, một cái móng vuốt tràn đầy hắc khí, bỗng nhiên hướng ngực độc cô chiến thiên mà chảo tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn phát ra, thậm chí tiếng xương vỡ vụn cũng có thể rõ ràng nghe được. Không có chút nào phòng bị, độc cô chiến thiên bị một trưởng kia đánh văng ra, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi đỏ thấm. Chờ đến lúc rơi xuống, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, trợn mắt hướng quỷ vương nói, ngươi, ngươi cũng đầu nhập vào phe tên gian tặc ra gia các trường phong kia. Ha ha ha, độc cô chiến thiên, lão nhi ngươi tác chiến là một tay hảo thủ, vì sao khi gặp phải loại chuyện tranh đấu triều quyền thì lại hồ đồ như vậy chứ? Cười lạnh, quỷ vương đạm mạc lên tiếng, đàng hoàng nói cho ngươi, đòi mạng ngươi không phải là ra các trường phong, hắn hiện tại đã rơi vào đại lao, vĩnh thế không thể thoát thân. Chính thức để lão phu đến đây kết thúc ngươi cùng đại quân của ngươi, là Bệ hạ. Trong mắt Nhịn không được ngưng tụ, Độc Cô Chiến Thiên không thể tin nói, không, không có khả năng. Lão phu đối Bệ hạ luôn luôn trung thành tuyệt đối, Bệ hạ vì sao lại? Hừ, xác thực, Bệ hạ thường nói, bên trong đầy triều văn võ, trung thành nhất chi thần, không ai qua được lão nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên ngươi. Cho nên, trước khi làm ra quyết đoán này, Bệ hạ cũng rất xoắn xuýt. Bất quá vì an bình ngày sau của Thiên Vũ, lần này ngài hy sinh đi khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, quỷ vương cười khẩy nói. Đúng rồi, trước đó, bệ hạ xác thực để cho ta mang đến cho ngài một câu nói. Ngài vì thiên vũ cúc cung tận tụy cả một đời, cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi một chút rồi. Hung hăng cắn răng, độc cô chiến thiên rõ ràng không muốn tin, lắc lắc đầu, máu tươi trong miệng cuồn cuộn chảy ra, không có khả năng, không có khả năng, bệ hạ. Sẽ không đối xử với lão thần như vậy, nguyên soái Lúc này, tứ hổ ở bên ngoài nghe được tiếng động bên trong, không khỏi vội vàng xông vào, nhưng khi đối mặt, lại khiến bọn họ nhịn không được mà trợn mắt, nộ hống lên tiếng. Quỷ vương, ngươi dám xuất thủ với phụ soái ta, tứ huynh đệ chúng ta tuyệt không buông tha người. Độc cô phong nhìn về phía quỷ vương, nguyên lực toàn thân bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Cười lạnh, quỷ vương khinh thường bĩu môi, bốn cái tiểu lão hổ liền thần chiếu cảnh đều chưa đột phá qua. Không có trăm vạn hùng binh ở sau lưng, các ngươi trong mắt lão phu, căn bản liền con kiến hôi cũng không bằng hiện tại các ngươi đã muốn chết, vậy lão phu sẽ thuận tay thành toàn cho các ngươi, miễn cho ngày sau các ngươi mang binh làm thiên hạ loạn lạc, gây phiền phức cho bệ hạ. Vừa dứt lời, Quỷ Vương đột nhiên xuất thủ, xiên xích đen nhánh thẳng tắp hướng Tứ Hổ vung đi. Tứ Hổ vừa nhìn thấy liền không dám khinh thường, vội vàng hợp thành chiến trận, nguyên lực của bốn người giao dung lẫn nhau, thực lực nhất thời liền tăng trưởng lên gấp mấy lần. Bất quá đáng tiếc, chỉ có bốn người bọn họ liên thủ, căn bản không thể phát huy ra uy lực của chiến trận. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, bốn người nhất thời liền bị quất bay ra ngoài, bốn ngụm máu tươi cùng nhau phun ra, đợi đến khi họ rơi xuống mặt đất, đã triệt để trở nên uể oải. Thấy tình cảnh này, Quỷ Vương càng là liên tục diễu cợt, chiến trận này của bốn người các ngươi ngược lại là có một tay, thế mà có thể chống đỡ chi uy một xích này của lão phu. Bất quá, cũng liền dừng ở đây thôi, chiêu tiếp theo, các ngươi nên để mạng lại a. À. À. Lại một sợi xích đen vung ra, thẳng tắp hướng đầu độc cô phong bay tới. Tam hổ còn lại thấy thế thì không khỏi ào ào khẩn trương, muốn đi cứu, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ dậy nổi. Trong mắt độc cô chiến thiên mãnh liệt trừng lớn, muốn đứng thẳng dậy, lại chỉ có thể run run thân thể, lại ngã xuống. Mắt thấy con nuôi của mình, lập tức phải rời đi trước mình một bước, đường đường là thiên vũ đại nguyên soái trong lòng độc cô chiến thiên tràn đầy thật sâu phẫn hận, thậm chí còn có từng tia từng tia hối hận. Ông, thế mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một trận không gian ba động phát ra ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người độc cô phong lại vừa vặn đối đầu với sợi xích sắt đen nhánh như rắn độc kia sau một tiếng vang trầm đạo xích sắt không ai bì nổi kia bỗng nhiên bị một cánh tay non nớt dễ dàng nắm vào trong tay muốn bao nhiêu vững vàng liến có bấy nhiêu vững vàng quỷ vương vừa trông thấy lúc trước vẫn còn chấn định tự nhiên lúc này lại nhịn không được một khỏa trái tim nhỏ kém chút vì hoảng sợ mà nhảy ra nhất thời kêu lên sợ hãi chắc phàm cổ tam thông vì sao các người lại xuất hiện ở đây? Không sai, người tới chính là ba người chắc phàm, cổ tam thông cùng Lạc Vân Hải, chỉ bất quá Lạc Vân Hải thực lực yếu ớt, quỷ vương liền đem hắn trực tiếp bỏ qua. Trong mắt hắn, cũng chỉ có chắc phàm cùng cổ tam thông có thể mang đến cho hắn thật sâu uy hiếp. Nguyên soái huynh trưởng, các người. Mí mắt nhịn không được nhấp nháy, Lạc Vân Hải nhìn chàng cảnh thê thảm trước mặt, không khỏi hung hăng cắn răng, song quyền càng nắm chặt hơn. Cổ tam thông ngắm nhìn bốn phía, cũng minh bạch chuyện gì vừa mới xảy ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, "Lão cha, xem ra chúng ta đến chậm một bước." "Không, tới vừa vặn." Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phàm mặt ngoài lại là khẽ gật đầu, tỏ vẻ thâm biểu đồng tình đối với mọi người tại đây. "Quỷ Vương, ngươi cùng Độc Cô Chiến Thiên đều là người ngu chung cùng cực, tội gì phải hạ độc thủ như vậy?" Chậm rãi quay đầu qua, nhìn về phía Quỷ Vương, Trác Phàm nghiêm nghị quát lớn, nhưng cũng không bài trừ mục đích mắng tỉnh Độc Cô Chiến Thiên. Quỷ vương cười lạnh, từ chối cho ý kiến, nói, chắc phàm, ngươi đã biết rõ ta là người trí trung, liền nên minh bạch cái gì gọi là ăn lộc của vua, gánh quân trì lò. Lão phu, bất quá phụng mệnh hành sự mà thôi. Nhưng hiện tại, hai vị đã nhúng tay vào việc này, lão phu trước hết lại cáo tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, quỷ vương một lần nữa hóa thành một đạo khói đen, hướng ra ngoài trướng bay đi. Lạc Vân Hải thấy thế thì không khỏi hét to lớn tiếng, chắc đại ca, đừng để hắn chạy. Hừ, cái này dễ dàng. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, chắc phàm cười lạnh thành tiếng, hai ngón tay khép lại, phía trên nhất thời tản mát ra một trận không gian ba động khủng bố. Sau đó hướng về phương hướng quỷ vương thoát đi, đánh ra một chỉ. Huyền giai vũ kỹ, diệt thần chỉ, giống, chỉ một thoáng, long ngâm gào rú, âm thanh chấn động toàn cốc. Từ khi chắc phàm có được cả chín đầu địa mạch long hồn, tuy không nghĩ lấy bọn chúng luyện hóa, nhưng bằng vào thanh viêm chi uy, cũng có thể khống chế bọn chúng vì chính mình hiệu lực diệt thần chỉ này vốn là vũ kỹ nhằm vào nguyên thần bây giờ lại thêm vào địa long chi uy uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần đạo ba động khủng bố còn chưa bắn tới trước người hắn quỷ vương liền đã cảm thấy một cỗ cảm giác thật sâu uy hiếp tự nhiên sinh ra không khỏi cả kinh thất sắc vội vàng xoay người đem hắc bào khẽ quấn trốn bên trong đùng diệt thần chỉ thần uy hung hăng đụng vào phía trên hắc bào nhất thời liền đem bóng người tối đen như mực kia đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất không còn âm thanh. Thế nhưng, khi hai người chắc phàm chạy lên phía trước, đem hắc bào giật ra, bên trong lại là rỗng tuếch. Quỷ vương sớm đã không biết đi nơi nào. Bà mẹ ngươi chứ, vậy mà chạy. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, chắc phàm thở dài, lắc đầu, nguyên lai tiểu tử này còn có chiêu này, ám độ trần thương. Có lẽ hắn là mượn hắc bào che chắn tầm mắt chúng ta, ẩn giấu thân hình, theo một địa phương khác chuồn mất. Cái linh khôi này còn có thể ẩn hình sao? Cổ Tam Thông có chút nghi hoặc, nhìn về phía Trác Phàm. Đạm mặc gật đầu, Trác Phàm tiện thể nói, "Đương nhiên, nếu không phải vậy, quỷ ảnh vệ làm sao có thể tiến hành giám thị đối với các đại thế lực trong đế đô. Chỉ bất quá, bọn họ có thể ẩn giấu thân hình, lại không ẩn giấu được khí tức, chỉ là theo công lực thâm hậu, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh hơn mà thôi. Gặp phải cao thủ, tự nhiên có thể tùy tiện cảm giác được. Bất quá vừa mới nãy chúng ta đều bị quỷ vương hấp dẫn lực chú ý." ngược lại để hắn có cơ hội để lợi dụng mà chuồn mất cổ tam thông đã hiểu rõ ràng hết thảy cười đùa lên tiếng hắc 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 vậy về sau ta không nhìn hắn nữa mà dùng cái mũi tìm hắn hắn tuyệt đối chạy không thoát nguyên soái lúc này trong đại trướng đột nhiên truyền đến tiếng giống to bi thương của mọi người chắc phàm cùng cổ tam thông liếc nhau liền cùng nhau quay trở về liền thấy lạc vân hải đang ôm lấy thân thể độc cô chiến thiên đã hấp hối khóc ròng ròng thiên vũ tứ hổ thì kéo lấy thân thể trọng thương bò đến trước mặt hắn, vẻ mặt đau buồn. Nhìn thấy chắc phàm trở về, Lạc Vân Hải như nhìn thấy hy vọng, chặn lại nói, cha đại ca, ngươi mau đến xem, nguyên soái hắn trọng thương, rõ ràng đã phục dụng đan dược, lại không có chút nào khởi sắc. Ta đến xem. Chắc phàm trực tiếp đi đến phía trước, sờ lấy mạch tượng của hắn, truyền nguyên lực vào giò xét một phen. Thật lâu sau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thất phẩm ma bảo, hù linh phệ hồn đinh, không còn hy vọng. Cái, cái gì thất phẩm ma bảo lạc vân hải khẽ giật mình thì thào lên tiếng trầm ngâm một trận chắc phàm thản nhiên nói hủ linh phệ hồn đinh là ma bảo nhằm vào nguyên thần một khi đánh nhập thể nội liền cùng nguyên thần tương dung lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn nguyên thần cho nên nguyên thần tán loạn không có thuốc nào chữa được có lẽ quỷ vương kia trong lúc đánh trúng hắn đồng thời đem ma bảo này đánh nhập vào trong cơ thể hắn nếu không phải ghét cay ghét đắng hoặc là người tất phải giết cho dù là tu giả ma đạo cũng sẽ không dễ dàng tế ra ma bảo quý giá này. Dù sao, luyện chế thất phẩm ma bảo không dễ, lại chỉ sử dụng được duy nhất một lần. Xem ra hoàng đế muốn trừ nguyên soái chi tâm, vô cùng kiên định a. À. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt tại chỗ bất giác run run thân thể, sau đó nhìn về phía độc cô chiến thiên sắc mặt đã càng thêm tái nhợt, trong lòng liền ngăn không được bi thương. Thế nhưng độc cô chiến thiên lại không chút nào xót thương, chỉ là trong ánh mắt, tản ra nồng đậm mê mang cùng không cam lòng lão phu chinh chiến xa trường cả đời đã sớm đem sinh tử không để ý